cái giờ này này, mà thích không? Chú bên này này chắc mấy nhiều ấy. Mấy kia mồi cái đấy liệu nó có ăn không? Gì chăng mà nhiều quá nhiều. Thử thôi, không biết cái này nó có ăn không, nhưng mà thử thôi. Cái này mùn cưa không phải cắm đâu. Cắm lại đâu. Dô phi là hay nhổ nhỉ? Dao nó đi đi hái nhổ tay. Dô phi cái gì nó chả ăn. Lừa lừa nó tí nó về đây. Ui giời ơi. Tí mang một ít cám về. Mồi. Đợi trong khoảng mấy phút tôi nhấc lên cho các anh em xem. Cái này phải lấy cá mồi cơ. Cái này mùn cưa mồi chắc chốc cá về. Rồi đi chỗ khác thôi. Đi quay lại. Anh em đợi nhá. Cái này lấy cái cám cưa này, mồi không biết cá nó có về không các bạn. Đấy trước cái ao to lắm của mấy hộ ở đây chung cơ. Bây giờ họ lấp đất để làm nhà ấy. Bên kia có mấy con vịt đang bơi, bên kia bắt cá bên kia. Về lấy ít cám nhé. Thế về lấy cám đấy. Ao này trước kia nhiều cá lắm, giờ kiểu họ bỏ rồi, lấp đất để làm vườn ấy, nên là không thả cá. Nhưng mà vẫn còn cá kiểu trước không bắt được hết, vẫn sót. Còn rô phi nhiều lắm. Mồi một lúc thử xem có cá về, nhấc lên cho các bạn xem. Rô phi thì cực nhiều luôn, cá khác thì không có, toàn rô phi.
Trên này có cái xưởng, xưởng gỗ ngay đây. Mình vừa chạy lên đấy lấy cái cám cưa về ném ở xưởng ngay đây. Đây, họ đổ đất nhiều lắm nhưng mà vẫn chưa lấp được đầy cái ao này. Ao này rất là rộng luôn, để làm được cái sân bóng bé bé. Ô kia con cò nó bay xuống kìa các bạn, nó nhìn thấy tôi nó bay đi luôn kìa. Cò đang định bay xuống cái ao này, thấy tôi ngồi đây nó bay đi luôn. Tí nhấc thử chỗ này xem mà không được chắc tôi lại chuyển sang chỗ bên đằng kia, góc kia. Cái này mồi phải mồi lâu lâu một tí các bạn, mồi lâu lâu một tí cá về nhấc nó mới đá. Đây em mình vừa về lấy ít, đây là cám, cám gạo mình sắt, sắt gạo thôi. Mình ném một ít cái loại này xuống. Vừa nãy lấy cái cám, cám mùn kia, cám mùn gố kia, cá chắc không ăn. Mình sẽ bỏ một ít loại này xuống. Nó sang bên kia hết rồi anh ơi, làm cho nó ướt rồi ấy xuống. Tí nó ấy hết ra ngoài rồi, tí nó khác sang bí này không được, tí mình sang bên kia sang bên kia. Giờ mình ngồi chờ lúc lâu lâu tí nhấc lên các bạn. Thì chợ sao đang đang chế mồi các bạn, mồi cá. Cho ít đất vào cho nhào cho nó ướt nó mới chìm. Con kia rải kia nó nổi quá, nó ra khắp mặt ao, cá nó không về. Cho nhỉ? Đấy, cho một hai cục xuống. Cần gì nhấc, nó đã về đâu nhấc. Cho vào dưới đúng rồi. Tí thôi, tí còn đéo nhấc nổi đấy. No. Nó dính cả đất nữa, nãy cho cả đá ở đấy nữa. Cho nó chìm đây. Đi thua à? Hả? Để phải một con em thua à? Sao chứ thú? Hả? Rồi lại chờ tiếp. Như gần rồi, nói không thấy. Giờ xuống nhấc thử xem nào anh em ạ. Để cá vào không? Không có cá. Nhấc thử xem. Nhấc thử xem đấy. Còn nhiều thế đây. Mấy con rô phi. Được mấy con. Toàn rô phi rồi. Toàn ít. Toàn ở bên dưới kia thôi. Mà hôm qua thả lại lần nữa nhỉ. Thả vào đâu? Cái kia. Lấy ra đó, xong thả. Lấy ấy đi. Mồi đi. Mồi con đấy.
chiều luôn. Từ hết chiều mình. Cho hết đi. Để đây lúc nữa mình lại về kéo lần nữa xem nào. Tiếp. Để phát được này. Con mắng hài. Cá bơi sang giữa ao hết rồi. Giờ mình sẽ xuống mình kéo lần thứ hai các bạn xem nhé. Nhanh vào. Đi đi gần hết rồi. Đưa mấy con chị Hà ăn lấy tí này bỏ vừa nãy được phát vừa nãy còn được nhiều hơn nhỉ. Này được ít hơn mỗi này nó ăn no nó còn đi chặn đi rồi còn cái này chặn đi hết rồi. Đi hết rồi lâu quá mình để lâu quá ăn no bụng nó no hết rồi nó căng bụng rồi. Và chị Hằng ăn không? Chị Hằng ơi! Ăn cá không lấy á? Sao của chị Hằng?